Kể từ năm 1989 đến nay, chương trình phẫu thuật nụ cười Operation Smile đã trả lại nụ cười cho hơn 33.000 trẻ em Việt Nam bị dị tật môi và miệng, giúp cho các em tự tin hòa nhập với cộng đồng. Trong suốt những năm, luôn có nhiều câu chuyện cổ tích nhưng có thật được viết bằng đôi bàn tay và tấm lòng của các y bác sĩ, các tình nguyện viên của tổ chức này. Và nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức từ thiện ý nghĩa này, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại chặng đường mà những thiên thần áo trắng từ khắp các nơi trên thế giới đã đem lại nụ cười cho những trẻ em Việt Nam. Operation Smile là tổ chức phi chính phủ được thành lập từ năm 1982 ở Mỹ nhằm giúp đỡ phẫu thuật miễn phí cho các trẻ em có khe hở môi, hàm ếch và dị tật hàm mặt. Đã có tới 33.000 trẻ em trong cả nước được phẫu thuật. Riêng trong năm 2014, Operation Smile tổ chức phẫu thuật miễn phí cho hơn 1.000 bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh khe hở môi và hàm ếch tại 6 điểm phẫu thuật Hà Nội, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu và An Giang với sự tài trợ và đồng hành của Ngân hàng Bản Việt. Cháu đi làm phẫu thuật nụ cười Mỹ tài trợ giúp đỡ thì mong là ngày mai cháu hành là nó được đẹp và hôm mặc cảm với như em của em nữa. Chúng tôi hạnh phúc khi được mang lại nụ cười cho các em nhỏ và chúng tôi sẽ cố gắng để càng nhiều em có thể được phẫu thuật. Tôi tin chỉ cần bằng tấm lòng, cuộc sống của những đứa trẻ không may mắn sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Theo thống kê ở Việt Nam, cứ 700 trẻ em ra đời thì có một trẻ bị khe hở môi, hàm ếch và dị tật hàm mặt. Với những dị tật khe hở môi, hàm ếch và dị tật hàm mặt này, các em phải chịu đựng những khiếm khuyết về thể chất lẫn tinh thần. Trong cuộc sống hàng ngày, các em cũng rất khó hòa nhập với cộng đồng do bị xa lánh và kỳ thị về khiếm khuyết của mình. Nhờ có Operation Smile, chỉ với 45 phút phẫu thuật, các em đã có được một nụ cười bình thường như bao đứa trẻ khác. Những nụ cười được hình thành từ những tấm lòng nhân ái. Những nụ cười trọn vẹn của các em nhỏ Việt Nam.